Lửa thiêu rụi nhiều nhà tạm cạnh khu ký túc xá sinh viên Pháp Vân, Tứ Hiệp. Ngọn lửa bùng lên từ nhà dân rồi nhanh chóng cháy lan, thiêu rụi nhiều đồ đạc của 7 căn nhà cạnh khu ký túc xá sinh viên Pháp Vân, Tứ Hiệp. Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 15 tháng 5 tại dãy nhà tạm cạnh khu ký túc xá sinh viên Pháp Vân, Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng lên từ một nhà dân, do ngôi nhà này chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan sang khu vực xung quanh. Anh Nguyễn Mạnh Thắng, người thuê trọ ở dãy nhà tạm cho biết, chỉ trong vòng khoảng 3 phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội cùng cột khói cao hàng chục mét bao trùm khu vực. Tôi phát hiện lửa là hô hoán mọi người, có người kịp mang TV, người kịp mang một số vật dụng chạy nhanh ra ngoài, anh Thắng cho hay. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ. Cứu nạn công an quận Hoàng Mai đã điều động 3 xe chữa cháy và 2 ô tô tiếp nước cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tại hiện trường, dãy nhà tạm này được dựng bằng khung thép và lập tôn. Bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy nên gây khó khăn cho công tác dập lửa. Sau khoảng 1 tiếng nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được ngọn lửa. Đồng thời, dùng máy xúc kéo đổ các nhà bị cháy để dập tàn, làm mát. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, có khoảng 7 căn nhà tạm với diện tích gần 200 m2 bị thiêu rụi. Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.